Xin chào các bác, chào mừng các bác quay lại kênh YouTube của shop xe tập 8. Hôm nay thì em tiếp tục có đóng chiếc con này là con Java Vesta dòng địa hình khung carbon các bác nhá. Group sử dụng group full Shimano Antut. Đấy, full Shimano Antut gồm có gạt đế trước Shimano Antut này, củ đề trước là Shimano Antut này, củ đề sau Shimano Antut các bác nhá. Đùi đĩa Shimano. Đấy, xích sử dụng xích Super nip sử dụng nip Shimano. Đấy, nip Shimano. Mayer sử dụng Mayer Shimano chạy bi bậc đạn này. Chạy bi bậc đạn. Vành là vành DKF. Đấy, vành nhôm DKF 2 lớp. Xăm nốt Ultera 650, con này 650. Đây là vành 27.5 các bác nhé. Đấy, khung là khung carbon. Đây màu đen đỏ đóng hàng gửi đi này. Tay phanh dầu Tecco, tay đề vẫn là Shimano Antut các bác nhé. Thụt nhún sử dụng thụt nhún dầu, có khóa điều chỉnh hành trình. Đây có khóa điều chỉnh hành trình các bác nhé. Đây con này là màu đen đỏ này, hôm nay em đóng hàng gửi đi này. Đấy, rất nhiều các bác quan tâm mẫu này, thực sự con này rất là đẹp. Rất là đẹp luôn. Đây em quay chi tiết này, gồm đồ đạc đầy đủ hết các bác nhé. Đóng bọc rất là chắc chắn. Đấy, bác nào muốn mua cái mẫu xe này có thể alo hotline 0933 522 186 bên em hoặc 0936 307 317 để đặt hàng. Bên em sẽ đóng hàng gửi đi. Đây đóng sẽ đúng như thế này các bác nhá. Đóng rất là chắc chắn, không sợ đến xước sát. Nếu xước sát các bác có thể quyền đổi không nhá. Khi nhận hàng thì các bác kiểm tra này có xước sát bác có quyền hoàn hàng. Kiểm tra trước khi nhận, trước khi thanh toán thì các bác có quyền hoàn hàng nếu xe xảy ra xước sát. Vì bọc kín như thế này, nếu xước sát chỉ có do là tại cửa hàng xước sát thôi chứ không phải là xước sát khi vận chuyển các bác nhé. Hiếm khi nào nó do vận chuyển vì do các vật thể nó đâm vào thì có thể nó đâm trực tiếp và nó xước rất là nhỏ chứ không thể xước to. Nên các bác lưu ý khi nhận hàng các bác có thể quyền kiểm tra và trước khi thanh toán hãy kiểm tra kỹ trước khi thanh toán, tránh trường hợp này nhận xong rồi bắt đầu với kiểm tra xước sát đến lúc đấy là khó, rất là khó đổi các bác nhé. Nếu bạn nào đang mua xe có thể quan tâm bằng cách đặt hàng alo hotline 0933 522 186. Cảm ơn các bác dành thời gian để xem video. Bây giờ em sẽ đóng hàng chiếc Java Vesta, đóng hàng gửi đi. Con này chỉ có giá hơn 13 triệu một tí thôi. Giá rất là phù hợp.